Thưa bác, xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 3/8/2018. Thưa bác, chúng tôi vừa xẻ mạch cưa một mặt chiếu vân rất đẹp. Mặt chiếu vân sao rất đẳng cấp. Quay chi tiết khách nha. Nếu mà lên được cắt có mạch này thế thì cắt lấy lại thì hôm qua tôi cắt lấy mạch này. Mặt chiếu của chúng tôi chiếu vừa được xẻ xong. Vẹo mẹ vần yếu cấp vần toàn bộ mặt. Không đấy, lấy chua nó cũ đấy, mà mình nhớ được rửa, nhưng cắt lên mới là để lại chi tiết ạ. Đấy là chuyện thực hiện thử dọn. Thế này khi vân đẹp hơn kể nó sẽ xẻ lấy mạch 20. Đúng rồi, chúng ta chưa vân đẹp. Xẻ mạch 20. Vâng, bên kia là lỗi vân hơn. Mạch trên là xẻ 20. Nó để rồi xuống mạch dưới. Đẹp xa. Mà thân của cái gỗ này. Tiếp theo tôi sẽ xẻ một mặt chiếu dài 20 phân. Sau khi xẻ xong một cưa này, chúng tôi sẽ cập nhật mặt chiếu mới nhất cho quý khách. Quý khách yêu thích những của tôi thì hãy đón nhận mặt chiếu này chúng tôi sau khi xẻ xong. Mặt chiếu rất là đẳng cấp, vân rất đẳng cấp. Mình sẽ đưa lại một lần nữa để quý khách thấy vân của mặt chiếu này. Tôi sang bên kia, một cây gỗ chúng tôi nhập về, cây gỗ vằn dao hộp. Và bây giờ chúng ta đã thấy là vằn dao hộp cho ra chất lượng như thế nào. Quá là cấp. À, thì giờ chúng tôi đang thực hiện quay video tại cơ sở 1 của Bắc thôn Kim Sa, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì cách nào yêu thích các sản phẩm của Bắc chúng tôi thì hãy like kênh và đón nhận những video mới nhất từ Bắc. Xin chân thành cảm ơn quý khách.